hẹn gặp em khó hơn cả gặp siêu sao. Nên hôm nay anh quyết định đưa em đến một nơi cực kỳ đặc biệt và lãng mạn. Em có hay đến đây không? Lần của em đến đây là bế giảng năm lớp 5 ạ. Thế à? Anh rất thích không khí ở đây. Nó làm mình thư thái, mọi căng thẳng áp lực đều tan biến. Này, em không chịu được mùi của tự nhiên à? Em thử hít thật sâu đi. Mùi cỏ, mùi lông động vật và mùi phân nữa. Mọi thứ đều rất hoang dã và thú vị. Ê, này, đây mới là điều thú vị nhất. Nào, sang bên này. Em vào đây, đừng sợ. Em nhìn chúng có đáng yêu không? Nếu em coi chúng là bạn, chúng cũng sẽ coi em như vậy. Anh đến đây không biết bao nhiêu lần, nhưng lần nào cũng thấy xót xa. Này, nhìn chúng, em thấy gì nào? Em thấy hai con khỉ đang đánh đu thôi ạ. Đúng rồi, còn thấy gì nữa? Anh thấy gì ạ? Anh thấy sự khổ sở, tù túng, chán nản, bất lực của chúng. Là con của núi rừng, của thiên nhiên, thế mà chúng lại bị giam hãm ở đây. Này, em thử nghĩ xem, nếu một ngày nào đó người ta bắt em giam ở đây, em sẽ thế nào? Ai cũng có một nơi thuộc về mình. Như chim thuộc về bầu trời, cá thuộc về nước. Còn anh ý, anh thuộc về kim. Kim à? Em xin phép một tí ạ. Alo, mày đang làm gì đấy? Tí nữa. Tao đang xem cải lương. Mày đến đây cứu tao ngay. Một miếng này nữa thôi. Sao, ở đâu? Tao đợi ở vườn bách thú. Hả? Nhanh lên, tao sắp chết rồi. Nhanh nhá. Rồi. Đấy, như thế nốt đi. Hai bác cứ đóng phim tiếp đi nhá. Cháu xin phép đi trước. Khỉ. Lâu lắm rồi anh mới được chơi trò này. Nó làm cho anh nhớ đến bố anh. Hồi bé, mỗi lần anh được điểm 10, bố anh lại thưởng cho anh đến đây chơi. Anh thích nhất là trò phi ngựa này đấy. Thế ạ? Trò này cũng làm em nhớ đến một cậu bạn. Chắc là cậu ấy cũng thích trò này lắm ạ. Thế à? Kim ơi Kim! Kim! Ô, về nhà ngay, có chuyện gấp. Nhanh đi xuống về nhà đi. Ai đấy? Bạn thân của em ạ. Không biết có việc gì gấp mà nói đến tận đây tìm em ạ. Thế à? Vâng. Kim ơi Kim! Mẹ mày đang hấp hối đấy. Về nhanh. Cẩn thận nguy hiểm đấy. Thôi em về trước nhá. Bye bye anh nhá. Ok. Anh có thể giúp được gì cho em không? Anh là bác sĩ thú y đấy.